Xin chào anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một cái đàn cổ. Cái đàn này là Shinano No 73, tem nhũ vàng. Cái này đàn đàn này tem nhũ vàng được, nó là đầu là thập niên 70 á. Nó rất là cổ rồi. Những cái đàn Shinano thì rất là chất lượng. No 73 rồi như No 83, 93 là những cái model cao của Shinano tem nhũ vàng. Hình như 93 là hết rồi đó, không biết còn hay không nữa. Nhưng mà 73 rồi 83, 93. 93 là còn hơn nữa không thì em không biết. Thì cây này là 73. Âm thanh nó rất là đầm ấm, rất chất lượng. Đầu cần được trang trí họa tiết rất là tinh tế. Cái đàn này tình trạng của nó là zin nguyên bản luôn, rất là đẹp. Mà cái mặt tớp của nó có bị chày xước nha. Cái này là dâm, cái này là giống như nó bị chày, mà không biết nói làm sao nữa. Nó chày cái mình gờ vô thì nó nhẫn dẫn láng vậy, như nó bị có lằn vậy thôi, chứ không phải là ăn vô gỗ đó. Mấy cái này nè, gờ vô thì vẫn vẫn láng như thường à, cũng cũng không có gì mà để nặng nề hết, vài vết thôi. Đàn cổ mà giống như nó bị gì đó em cũng không biết nữa, nó bị ở trong thôi chứ giờ bị lá o. Còn tình trạng của nó thì nó không có bị bể nứt gì hết, đàn nguyên bản luôn nha, đàn nguyên bản luôn, rất là đẹp, không có vết chì xước nào nặng nề. Tớp và lưng hông đều rất đẹp, lưng lưng là cảm ứng nè, màu 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 lưng rất là đẹp, đen bóng bẩy đẹp lắm. Đèn còn rất là chất lượng, cần action rồi còn rất là ok, rất là nhẹ bấm. Bộ khóa của nó, bộ khóa cổ màu vàng, khóa này khóa zin của nó luôn á. Cái đầu cần rất là đẹp, Shinano No 73, âm thanh của nó đầm ấm lắm. Rất là sâu, ngân rất là sâu. Âm thanh những cái đàn cổ này thì rất là chất lượng. Cái đàn này em giá của nó là 7 giá của nó là 4 triệu rưỡi. Giá của nó 4 triệu rưỡi thôi. Tặng kèm bao da nha. Tặng kèm bao da cho anh chị luôn. Giá rất là tốt, sở hữu một cây đàn cổ để sưu tầm. Anh chị có quan tâm về cái đàn này thì liên hệ với em ha. Số điện thoại em có để trên màn hình đó, anh chị cứ kết bạn với em qua Zalo, trao đổi với em trực tiếp qua Zalo luôn ha. Hoặc đến tiệm của em ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đó để xem trực tiếp cái đàn này nha. Em có giao đàn tận nơi toàn quốc luôn. Xin cảm ơn, xin chào anh chị.